Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ cho cá sấu và công cùng thi đấu với nhau các bạn nha. Hôm trước thì có một bạn yêu cầu mình làm clip này thì hôm nay mình có thời gian. Còn công này mình đã để khá lâu rồi, mình không đụng đến, các bạn có thể mạng nhện với là bụi răng hết lên công. Đó lại bật quá các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lắp pin rồi. Thì con roi này là đầu tiên mình mua các bạn ạ. Và cũng là con roi đầu tiên mà mình quay video luôn. Chờ mình chút cho mình chỉnh lại cái. Ok, mình lắp lại pin nó thì nó đã chạy rồi các bạn ạ. Ok, giờ mình sẽ lắp pin cho cá sấu nữa. Ok, đặt pin đã xong. Thì lúc đầu mình định cho nó chạy ở trên trên cái bay này, nhưng mà con này lại có thêm mấy cái chạy nó trên, nó dắt bay, nó hay có cái lỗ nên là các con này chạy sợ bị dắt các bạn ạ, nên là mình sẽ cho nó chạy trên mặt bay này. Ok, như quen thuộc thì đây sẽ là vạch xuất phát các bạn nha. Đây sẽ là vạch đích. Ok, mình sẽ bắt đầu. Bạn thấy là con công chạy khá với lệch, đã hút vào con cá sấu rồi. Hai con này chạy khá là chậm các bạn ạ. Vừa chạy lại vừa phải chỉnh. Ok, như vậy là cuộc thi thứ nhất thì cá sấu đã giành chiến thắng các bạn ạ. Mình chuyển qua cuộc thi thứ hai nha, đó là cuộc thi kiểu co. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc thi thứ hai, đó là cuộc thi kiểu co nha. À, 1,
đây sẽ là vạch nha. Con nào bị kéo qua vạch này sẽ là người thua. Các bạn có thấy là về mặt trọng lượng thì là mình thấy là con khỉ nó nặng hơn cá sấu các bạn ạ. Các bạn thấy là con khỉ đang có lợi thế trong cái cuộc thi kéo co này. Đấy, cá sấu đã kéo, cá sấu đã bị kéo phần thân đi khá nhiều so với vạch rồi các bạn ạ, vạch đấy nhá. Ok, vậy là cá sấu đã là người thua cuộc rồi. Mình bây giờ mình sẽ chuyển qua phần thi đấu cuối cùng, đó là phần thi đối đầu các bạn nhá. Đối đầu thì lần này mình sẽ chuyển con công này sang ở chế độ chiến đấu cho nó chỉ đứng một chỗ thôi. Để mà chuyển con công này sang chế độ chiến đấu thì các bạn làm như sau nhá. Bắt đầu là phải chuyển kéo chân nó, đó, kéo chân nó thẳng ra như này để cho nó đứng. Rồi, ok. Chưa đúng nên là chế độ chiến đấu của con công này nó chỉ làm được như này thôi. Ok, là mình sẽ đặt ở đây. Giờ mình sẽ chuyển cá sấu này sang chế độ chiến đấu. Chuyển chế độ
cá sấu thì bạn chỉ cần kéo ra thôi. Ok, do công chiến đấu chỉ đứng một chỗ thôi nên là mình sẽ bật công tắc của nó sẵn. Ok, thật là bất ngờ các bạn ạ. Công đã liên tục vỗ ngực sau khi cá sấu đến gần thì đã ngồi xuống và đã ngậm chặt lấy hai tay khóa mồm của cá sấu lại. Quả là một trận đấu tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là cá sấu đã không nhúc nhích được. Vậy là phần thắng hôm nay đã nghiêng về con công rồi các bạn nhé. Cá sấu đã là người thua cuộc, dù thắng ở phần thi chạy nhanh nhưng đã thua ở hai phần thi đối đầu và phần thi kéo co. Ok, mình cũng xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.